Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bãi ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0348308843 ha. Rồi mình khi liên hệ thì mình coi cái phần cập nhật thông tin đã bán cái món hàng đó hay chưa ha. Em cập nhật ở dưới cái tiêu đề của cái video. Mọi người bấm vô cái tiêu đề. Ví dụ như tiêu đề là video 76 món hàng gì đó, mọi người bấm vô nó sẽ thấy cái phần cập nhật mấy cái ha. Em cập nhật món hàng đã bán hay chưa ha? Rồi mọi người nhớ bấm vô cái đăng ký kênh để mình theo dõi cái video mới nha. Rồi hôm nay em có mấy món hàng nè. Em bán theo từng bộ nha mọi người. Là ví dụ như cái này có 3 món nè, bán theo 3 món này luôn, không có bán lẻ ra nha. Mọi người chú ý giùm em ha. Rồi cái món đầu tiên đây là 3 món ha. Cái cây này cái cây dằn thịt nè, mình băm thịt cho nó bằm thịt đó, băm cho nó mềm, đầu nó bằng thép ha, thép nó mạ lên rất là sáng để chống rỉ sét ha. Đây rất là nặng, cái đầu rất là nặng. Món thứ hai là cây kéo ARS, cây kéo tỉa ARS. Đây cái mỏ là nó cong, nó thiết kế như vậy nha mọi người, cái tỉa của Nhật Japan ha. Rồi cái thứ ba là đây cái bộ điêu khắc, cái bộ điêu khắc ha, nó gồm có 4 cây, đây bốn bốn cái lưỡi khác nhau. Đây. Rồi. 3 món này có mã là 7601 nha, giá 250.000. Rồi, tiếp theo là một cái cây đây cây bút khử điện ha, đây cây bút khử điện thử được từ 60V đến 600V điện AC ha, bút khử điện của Nhật mới tinh nó chưa xài luôn mọi người, chỉ lấy ra thử nó ok. Ở đây là cái khoan tay, đây cái này nó chưa sử dụng luôn mọi người, mình xài mình bôi cái mỡ bò vô đây nha, cái này nó chưa sử dụng đây, nó còn nguyên nước sơn luôn nè, trên cái bánh răng nó có nước sơn mà nó còn nguyên luôn. Cái mũi này thì kẹp được khoảng từ khoảng 6 mm trở lại ha. Ở đây nó có bộ mũi luôn. Đây, bộ mũi nó là 3 cái mũi khoan. Mũi khoan gỗ. Đây còn nguyên tem của Nhật nè mọi người. Đây nó có mũi khoan gỗ 2 ly nè, 3 ly với 5 ly mili ha. Nè, thông số nè. Đây là kích thước của nó. Kích thước 30 ha. Rồi, cây bút khử điện là kích thước là 10 15. Rồi, cái bộ này có mã là 7602 ha, giá 250.000. Hai món. Rồi, tiếp theo là hai món này. Cũng là cây bút khử điện AC 80 đến 600V. Với một cây đèn pin. Đèn pin này, đèn pin báo động, báo cứu hộ ha. Dụ đi đi lạc á mình sử dụng nó không cần xài pin, không cần xài năng lượng gì hết. Chỉ cần mình lắc nó là nó cháy. Đó. Lắc 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 về nó sẽ cháy phát ra ánh sáng.
để báo vị trí như là mình đi lạc trong rừng nhé. Đây nó xài từ nè, cục từ từ dính cũ ha. Rồi cái đèn pin với cây hữu điện này có mã là 7603 nha, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây búa rất là đẹp. Đây là một cây búa cán gỗ còn rất là mới luôn. Kích thước nó là 38 mọi người. Đây là cái đầu búa. Búa này nó mạ đồng nha mọi người. Nó mạ bên ngoài nè. Nó là búa thép. Đây có mộc của Nhật nè. Thương hiệu của Nhật. Đầu búa. Đầu búa 35 mm ha. Đây, khoảng 11 cm. Chiều cao. Cái đầu nó vác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cạnh bát giác. Cái búa này em chưa có cân nữa nhưng mà nó độ khoảng nửa ký ha. Cỡ khoảng 400-500 gram. Cầm rất là vừa tay luôn. Đây. Rồi cái búa. Cái búa này có mã 7604 nha. Giá bán là 250 ngàn. Rồi tiếp theo là hai món này nữa. Có một cây đo nhiệt nhiệt độ nước sôi. Cây này mình làm trong nấu ăn thường hay sử dụng ha. Mình nấu ví dụ như muốn biết chính xác cái nước mình nấu nó lên bao nhiêu độ á, mình canh cho nó chính xác, nhúng vô nó sẽ lên, nó lên tối đa là 200 độ C. Đây là nhiệt độ bình thường nè. Đó, nó lên rất là nhanh, cần nhúng vô là nó lên thôi nha mọi người. Còn đây là một cái cây, cái dụng cụ để chuốt chuốt ống ha. Nó chuốt được ống PVC, nó chuốt cái miệng á, ví dụ mình cắt cái miệng nó còn cái bao bìa dính bên ngoài á, lấy này xoay một vòng là nó rớt ra hết, nó láng lại. Đây cái lưỡi này nó bằng hợp kim nha, thép hợp kim. Cái này của thương hiệu là Ritvit của Mỹ nha mọi người. Đây, đây thương hiệu Ritvit nè, Ritvit là của vô tay á. Rồi hai cái món này có mã là 7605, giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo là món đây. Gồm có là hai cây kìm. Cái cây kìm đen này nó rất là lạ. Mình không biết là nó sử dụng cho việc gì nữa ha. Đây. Cái miệng nó như vậy nè. Nó có một cái rãnh tròn và cái miệng này là miệng miệng lưỡi cắt nhọn, lưỡi cắt dẹp đó. Đây là cây kìm thủ công của Nhật ha. Nó không có đóng mộc nhưng mà nó là hàng thủ công của Nhật, rất là chắc chắn, thép chắc chắn. Kích thước nó là 20. Rồi với một cây kìm này của Japan luôn nè. Cái kìm này cũng lạ. Đây nó có thiết kế rất lạ. Mỏ nó nè, mỏ răng còn nguyên luôn. Đây thiết kế rất lạ. Cái kìm này có kích thước là cũng là 20 luôn ha. Rồi hai cái kìm với lại một cái đây là một cái cử. Đây cái cử mọi người. Đây gọi là cái cử ha, cái cử
Cái này em đoán nó là cái cử bên làm màu của mọi người, nó để nó canh cái lưỡi bào á, nó cân cái lưỡi bào cho nó chuẩn. Đây nó có thông số là mm, à cộng trừ mm nó đến 4 mm ha. Này nó cân hai bên cái lưỡi bào. Đây là nó cân cái lưỡi bào để mình chỉnh cái lưỡi bào của cái máy 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 bào gỗ á, cho nó chuẩn. Theo thông số thì em hiểu nó như vậy. Đó. Rồi mọi người coi đúng việc thì mình sử dụng ha. Nó của Towa, Towa là một hãng cũng sản xuất mấy hàng hàng cho đồ gỗ rất là nhiều, ví dụ như máy bào cầm tay nè, máy khoan nè, cũng là thương hiệu Towa. Rồi ba món này là một cái mã là 7606 nha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo cũng ba món nữa. Đây, đây cây đèn pin ha. Đèn pin có một bóng led. Đèn này em test ok rồi nha mọi người, cháy nha mọi người. Đây nó dùng ba pin nhỏ, ba pin 3A. Mọi người mua pin gắn vô ha. Em hết pin rồi. Rồi ba viên pin thân nó bằng nhôm nè. Đó. Kích thước nhỏ gọn, 11 cm. Đây thương hiệu nè. Rồi với một cây dao. Cây dao này của Shinki. Shinki là chuyên sản xuất mấy dao kéo cưa của Nhật ha. Đây lưỡi rất là sắc. Cái răng cưa nữa. Chắc là dao đa năng đi rừng ha. Nó có hai nấc để điều chỉnh. Đó. Nó gài lại. Khóa. Rồi với một cây hước ha. Cây hước này nó dài 2 mét. Cây hước nó như thế này nè. Đó. Dài 2 mét nha mọi người. Hước ra để mình nhìn từ xa. Nó có lớp ni lông nè, xài cho nó bền. Đây nó dài 2 mét, rút ra được luôn. Đó, rút ra rời ra luôn nha. Nó là 2 mét. Nè, 2 mét nè, 1,9, 1,8. Đó, hai mặt luôn. Đây cái thông số nó là mỗi một vạch đen là một phân đó mọi người. Đó. Bên đây thì đỏ, bên mặt kia thì đen. Đó. Mọi người nhát nó chỉ vô thì nhát vậy thôi, nhát đẩy nó vô nó sẽ vô. Đó. Rất là dễ. Lạ nè. Đó. Rồi cái này ba món này có mã là 7607 ha, giá 250 ngàn. Rồi tiếp theo em có ba cái tẩu, em bán ba cái tẩu với lại một cây cắt ống đồng của Canada, made in Canada luôn. Đây là cái thương hiệu, đây thương hiệu của nó ha, sản xuất tại Canada. Cái ống này nó cắt ống 1/4 thôi mọi người. Đây là cắt ống 1/4, ống đồng 1/4. Đây cái lưỡi bên trong này. Cắt tự động, cắt nhanh đó. Ví dụ như mọi người cho nó cái miệng nó ngay đây nè. Đó, cho ống vô ha. Cho ống vô. Rồi mọi người lắc thôi. Lắc, xiết ống, xiết lưỡi dao vô lắc. Nó sẽ giữ ống và lắc lắc nó nhanh. Rồi với lại ba cái tẩu này 22 nè, tẩu lớn nhất 22, 19
tổng 14, 22, 19, 14 tổng của Nhật nha mọi người. Cái tổng 19 này nó có thể nghiêng một góc 15 độ, đây góc nghiêng của nó này. Nó lắc léo qua 15 độ nha mọi người. Đó, hoặc là hẳn. Rồi, 4 món. 4 món này có mã là 7608 nha, giá 300 ngàn. 4 món chỉ 300 ngàn mọi người. Rồi, tiếp theo là hai cái ổ khóa. Đây hai ổ khóa nha mọi người. Một cái ổ khóa dây của hàng cũng hàng bãi Nhật nha, đây. Mà em không có biết số. Mọi người mua về dò ra ha. Nó không có còn cái mã số là sử dụng rồi á, nên nó mất cái tem số rồi, nhưng giờ không biết số nhiều để mở. Mọi người mua về tự dò ha. Rồi cái này là ổ khóa đĩa. Đây ổ khóa đĩa này loại to mọi người, nó bằng đúc của Komine. Komine là thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật luôn ha. Đây cái rãnh này nó khoảng 9,5 ha, 9,5 mm nha. Còn cái cốt này, cốt bên trong này thì khoảng cốt 10 á mọi người, 10 mm. Đây, mở nè. Khóa rất là nhẹ nhàng. Đó. Rồi hai món. Đây hai món này nè. Có mã 7609 ha, hai cái ổ khóa giá 300 ngàn. Rồi cuối cùng là một mớ dây này, nhưng mà mới dây điện với hai cái mỏ hàn. Đây hai cái mỏ hàn nè, đầu tiên là hai cái mỏ hàn ha. Mỏ hàn Nhật ra điện 100V, cái màu đỏ là điện 100V, công suất là 13W. Đây mũi nè, mũi hàn rất là nhỏ, mũi hàn điện tử. Rồi cái màu đen là công suất 60W ha, điện 100V luôn. Mỏ hàn này lưỡi nó như là hàn nhựa đó. Rồi hai cái mỏ hàn với lại mấy dây này nè. Đây dây điện. Đây gồm có hai cọng cáp SATA, cáp SATA của ổ cứng nè, ổ cứng của máy tính ha. Hai cọng cáp với một cọng 3.5 mm ra hai cái rắc cá sấu, rắc kẹp. Đó. Rồi một cọng 3.5 mm. Rồi hai cọng 3.5 mm. Cọng này của JBL nè. Cái này cũng của JBL luôn nha mọi người. 3 cộng 3.5 luôn ha. Đây một cộng 3.5 nhỏ nữa. Ủa ngắn nữa. Nó cỡ 30 cm ha, đây. Còn có là 3 cộng dài, đây, 3 cộng dài nè. 3.5 mm. Với một cộng ngắn 4 cộng. Rồi một cộng 3.5 mm ra cái rắc đây, rắc này nè. Rắc âm thanh nè. Rắc đỏ trắng. Đó. Đó rồi em bán nguyên đống này nha mọi người, đống dây với lại hai cái món hàng nè. Có mã là 7610 nha, giá 300 ngàn. Hai cái món hàng với mớ dây này luôn. Giá 300 ngàn. Rồi, em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ủng hộ.